Hoa, năm nay cô 60 tuổi, hiện tại cô đang sống ở Vũng Tàu. Đây là chú chồng cô tên là Trần Ngọc Mừng. Cách đây 3 năm về trước thì cô có vấn đề rất nhiều về sức khỏe. Như cô bị thoát vị đĩa đệm này, rồi cô bị đau vai gáy này, rồi cô bị bao tử này. Công việc làm ở trong nhà rất là khó khăn đến với cô, bởi vì những cái bệnh chèn ép cô đi không được. Cứ ở nhà không có làm được cái gì là chú phải làm hết mọi việc. Nhưng mà cũng cơ duyên may mà có người em á chia sẻ cho cô được một non sản phẩm Alpha Lipid này. Thì cô dùng đến nay là hơn 3 năm thì sức khỏe của cô cải thiện rất là nhiều. Sau lần chú mổ sỏi thận á thì cô cũng cho chú dùng, thì đến nay cũng sức khỏe hai vợ chồng cô chú rất là tốt. Từ ngày dùng sản phẩm thì vợ cũng khỏe lên được nhiều, và cũng làm đỡ được rất là nhiều việc. Đến bây giờ là trồng được cả rau, trồng cả bông trong nhà, và giúp đỡ cho con cái đi làm. Nhưng mà sau khi tôi bị sỏi mổ sỏi thận như vậy thì cũng đi tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này, dùng trong một thời gian thì được một năm tôi đi kiểm tra sức khỏe và siêu âm lại cái thận, thì cái sỏi thận nó không tái tạo nữa. Thì chính vì như thế là tôi khuyến cho gia đình là mỗi một ngày chúng ta uống 16g thì chúng ta được 300mg kháng thể và 1000mg canxi và 1 tỷ là khuẩn tiêu hóa. Chính như vậy gia đình nhà chúng tôi là quyết tâm là sử dụng sản phẩm Alpha Lipid Night và Night. Gia đình tôi chọn sản phẩm Alpha Lipid Night và Night để bảo vệ sức khỏe chủ động mỗi ngày.